Hai, chào các bạn buổi sáng nha. Giữa cánh đồng cỏ hoang vu. Quay cho các bạn coi xíu. Với lại dính gắn mấy bạn. Dính con lông thừa. Đây. Để mình quay cho các bạn coi nha. Mình mới vô mình thấy nó ói con chuột nè các bạn. Mình đưa nó con chuột nó chèo nó chổng đầu ngược lên. Các bạn quá ghê luôn rồi, sung sướng quá, nó bự các bạn ơi, cũng vừa vừa đã các bạn ơi. Sướng rồi các bạn, ôi ôi quýt chịch cái lực luôn các bạn ơi, đã quá đã quá. Quýt luôn, quýt lực luôn các bạn ơi, ghê quá, thấy ra nó dậy các bạn. Em này cũng mới dính là thôi để mình bắt ra cho nên để nó tông rồi hư mỏ nha các bạn. Đây các bạn, em lòng thừa quá sướng các bạn ơi, giờ nó không vô ra, nó bích chịch khổ ra quá các bạn ơi. Này, nó ra, nó ra rồi, ra rồi, ra rồi, đã quá quá, đã 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 quá các bạn ơi. Bữa nay không có cây quay, phải có cây quay trực tiếp gõ hơn cho các bạn coi nha. Đã lắm. Một ký các bạn ơi. Ngon quá. Chắc không tới ký đâu, cỡ 8-900 gram á. Để lội nó ra xong cái cắn liền cho các bạn coi nha. Nó quậy nữa các bạn, nó quấn. Sướng quá các bạn ơi. Giờ nó ra đừng khúc, nó không chịu ra nữa. Nó như rút ra. À, để mình bắt nó ra luôn cho các bạn coi nha. Quá đã quá. Ra các bạn ơi.